Và bây giờ hai cha con vừa qua cầu treo, mà cầu treo giờ lắc đeo quá đây, không biết dắt vừa qua được không đây. À, mình thấy có cái trái là lạ quá, mình quay cho bà con mình xem này. Dễ, yeah, la dữ ê. Cảnh rất là đẹp. Cảnh rất đẹp. Thời gian qua cầu mình tranh thủ mình quay cái cảnh suối rồi nước non này đẹp đây. Để quý vị là chiêm ngưỡng. Rồi, bây giờ phải qua lên cầu thôi, lên cầu qua cầu. Là quá. Cầu đây giống cầu khỉ miền Tây Nam Bộ quý vị. Và cô mình rất sáng tạo. Trên dây đang dắt con dơ, tay cầm camera điện thoại nên đi rất là chậm. Cái thằng lôi xuống.